おはようございます。 잘 부탁드립니다. 감사합니다. 잘 Chào mừng tất cả các bạn đã đến với chương trình Net Game cùng 336. Net Game 336 sẽ là một cái chuỗi series mà trong đó chỉ cho online kết nối tất cả các bạn đến với 336. Và cái series đầu tiên này chúng ta sẽ cùng nhau chơi game mà sói online. Thì như các bạn có thể các bạn cũng đã biết và các bạn cũng không biết thì mình sẽ nói cho các bạn để làm cách nào để các bạn có thể tham gia cùng B336 trong những cái game này. Thì trên fanpage B336 của mình sẽ có một cái mini game để có thể lựa chọn một bạn nào đó sẽ chơi với tất cả tụi mình. Thì ngày hôm nay nhân vật đặc biệt đó của chúng ta chính là bé Mai. Welcome. Xin chào tất cả mọi người, xin chào mấy chị, nhóm mấy cháu là Huỳnh Mai, em đến từ Hồ Chí Minh. Thật ra là chị cũng có biết Mai rồi, bởi vì là chị cũng có từng đi ăn cơm ở quán Mai. Quán dạ, Mai chị. Mai mà. Đúng rồi. Hình như là có một hôm nào đó là nhóm có ai với cả anh cũng qua nhà Mai ăn rồi sao ấy. Đúng rồi, biết. Anh Mon với anh Ly với lại Hà Nam sao á? À đúng rồi. Đúng không? Lúc mà cái hôm mà ở đó, cái hôm chỗ đó đó. Đúng rồi. Ok Mai ơi, dạ, em ơi, giới thiệu về bản thân của mình tí xíu cho tất cả mọi người cùng xem nha. Dạ, em tự tin đã lâu là em sẽ hộ và là fan của B336 từ những ngày debut đầu tiên. Và dường như là những cái sự kiện là chắc là cũng đúng rồi, chính xác. Mình công nhận nha. Dạ mong là khi mà dịch ổn định thì mong là em sẽ được anh chị của chúng tôi 6 đến để thưởng thức quán trái cây nhà em. Cảm giác không biết là Mai có bao giờ chơi ma sói chưa ha? Dạ thì em cũng có chơi được khá là nhiều lần tại vì hồi trước thì ở trong trường em mấy bạn cũng hay tổ chức chơi ma sói à. Vậy là có kinh nghiệm. Nếu như mà cho em được giết thì em sẽ giết ai đầu tiên? Có thể tại vì em không giết B336 em giết bản thân được mà. Được. Nghỉ chơi luôn. Rồi bây giờ thì có thể là Mai cũng đã biết luật chơi như thế nào rồi, nhưng mà Việt Thi cũng sẽ nói là luật chơi cũng như là cái tuyến nhân vật ngày hôm nay là sẽ gồm có những nhân vật nào cho tất cả mọi người đang xem cũng như là các bạn đang chơi đây biết là ngày hôm nay mình sẽ có những nhân vật nào nha. Thì cái ma sói này nó rất là dễ. Nói chung là khi mà các bạn nhận được cái chức năng của cái lá bài của mình thì các bạn sẽ diễn mình theo cái vai trò của cái lá bài đó. Có hai buổi sáng và buổi tối, và cũng có hai phe luôn, phe sói và phe dân. Buổi tối thì sói sẽ thức dậy mình có thể giết dân, và buổi sáng là mình sẽ biểu quyết coi là mình sẽ nghi ai về những cái manh mối buổi tối hôm đó, mình nghi ai mình đưa lên vàng. Trong cái sự mà thảo luận đó thì các bạn sẽ có 3 phút để thảo luận, còn khi mà các bạn bị treo lên vàng rồi á thì các bạn sẽ có 30 giây để mình biện hộ cho là nó không phải là sói đâu các bạn ơi. Đó như vậy. Ngày hôm nay cũng sẽ có 6 nhân vật. Nhân vật đầu tiên thì là sói chùm, nhân vật thứ hai chính là sói thường, nhân vật thứ ba là bảo vệ, thứ bốn là tiên tri, thứ năm là phù thủy, và thứ sáu sẽ có một nhân vật mới nữa đó chính là nguyệt nữ. Mình sẽ những nhân vật khác thì chắc các
bạn cũng đã biết là nó như thế nào rồi. Còn nhân vật Nguyệt Nữ á, đó chính là buổi tối khi mà Nguyệt Nữ đi chơi với ai thì người đó sẽ mất chức năng. Đi chơi gì? Đi chơi gì vậy? Buổi tối đi chơi gì? Mất luôn cả chức năng vậy? Rồi để nói tiếp coi kỳ cục quá. Rồi thì nhân vật Nguyệt Nữ này khi mà đi chơi với lại sói thường á thì sói chùm vẫn có thể giết. Còn nếu như mà nhân vật Nguyệt Nữ này mà chơi với lại đi chơi với lại sói chùm thì nghĩa là đêm đó là sói không được giết ai luôn. Ok, tất cả mọi người đã hiểu chưa? Hiểu rồi. À, mọi người chọn số đi ha. Đầu tiên là cho bé Mai chọn số đi nè. 6 số tương ứng với lại 6 thẻ bài mà em xin chọn. Rồi bé Mai sẽ chọn số mấy này? Số 6. Rồi xin mời tiếp theo anh Winner. Anh chọn số 2. Dạ. Ok anh Winner. Rồi xin mời anh. Em số 4. Ok, tiếp theo. Xin mời anh Mai. Xin mời anh Mai. Nhìn tìm mất số mấy? Số 1 hả? Ok, anh Mai. Xin mời anh Hana. Chị chọn số 5, cho Kenji số 3 đi. Ok, xin mời chị Hana số 5 và Kenji số 3 còn lại. Ok. Màn đêm buông xuống. Kenji thức dậy để mượn chức năng của mình. Ok ok. Rồi xin mời Kenji cũng đi. Tiếp theo Hana. Ok, ok, ok. Xin mời anh Mon. Sao lại hiện hình của Kenji vừa nãy lên vậy? Ơ, hiện thật à? Ok. Mời Kira Kira. Dạ em thấy rồi chị ơi. Ok anh Winner rồi. Cầm. Anh đây. Ok. À từ. Đúng rồi. Ok, xin mời bé Mai. Ok, ngủ đi nha. Rồi, đêm đầu tiên được phép bắt đầu. Vậy nên đi xuống rất thương một đề đặt theo phía ngoài. Xin mời Nguyệt Nữ. Nguyệt Nữ chơi với ai? Đi chơi với chị này Ken ơi. Được. Đi uống trà sữa. Ok, xin mời Nguyệt Nữ chơi đi. Tiếp theo, bảo vệ. Bảo vệ ơi. Ơi. Bảo vệ. Ơi, đây từ từ. Bảo vệ ai? Trời ai nhiều hơn quá thì biết ai. Ok, bạn lại đi ngủ đi.
thấy chưa mà đi ngủ, thấy chưa mà đi ngủ. Nhưng mà bạn muốn ngon tiếp theo. Thấy chưa, thấy chưa, thấy chưa. Xin mời. Rồi. I'm on the next level. Tôi sẽ quyết định theo nó lớn hơn nha. Một người đòi giết Hana nè, một người đòi giết em nè. Bất đồng quan điểm như này thì dễ là Hana với ai đó. Khủng, khủng, khủng cực kỳ đi ngược với quan điểm nha. Tiếp theo. Hiền đúng không? Gigi. Phụng với lại Hana. Đúng rồi. Chuẩn bài, chuẩn bài rồi, chuẩn bài rồi. Gigi, nghĩa là sói. I'm on the next level. Rồi, xin chơi ngủ đi. Xin mời phù thủy đến dậy. Đêm nay, người này chết. Có muốn sử dụng bình sống hay là bình cứu hay không? Phù thủy. Xin mời phù thủy đi ngủ đi. Tất cả mọi người thức dậy đi. Đêm qua quả tôi chết rồi. Mà cũng không nhớ nhưng mà đêm nay quả là một đêm tàn khốc bởi vì thật sự nó rất là rối luôn. Nhưng mà chúc mừng vì không có ai chết hết. Thì đó hôm qua mọi người cũng nghe là sói bất đồng quan điểm. Mà em đã từng làm sói Kira rồi. Đã từng làm sói Kira rồi. Không, không nói gì được em. Tự nhiên cái bên đâu ra cái bất đồng quan điểm cái feature, cái này nhắc tới Kira. Không, ý là vậy. Sao chị Minh vậy? Em chưa nói gì mà. Không, chết rồi. Chưa có nói gì mà. Có cái này, Kira muốn nói. Kira muốn nói. Ở đâu Kira nói nè. Là lúc hồi nãy mình thực hiện chức năng của mình thì lúc mà mình dở ra thì mình không thấy màn hình, xong mình đã thực hiện chức năng. Nhưng mà lúc đó sau đó mình kiểu không thấy màn hình nữa, lúc đó mình không biết nói hay không. Sau đó mình nói là lúc đó chỉ có mình một mình thực hiện chức năng thôi, mình đâu có bất đồng quan điểm với ai đâu. Không ai vậy. Có thể nha. Chị nói tiếp nè. Thì có thể là Kira không thấy màn hình của chị Hana chẳng hạn. Thì cho nên là đã xảy ra một cái sự bất đồng ở đây. Đúng rồi. Bất đồng quan điểm luôn. Thấy quá em ơi. Có lý. Suy luận rất hay. Không. Thì ý là vậy thôi. Và mình biết mà... hôm qua là... ai phù thủy thì nên lộ đi. Anh thấy từ lúc mà em đổi cái nón len này là hay. Suy luận hay. Hay đúng không anh? Hay. Có lý. Nhưng mà ai là phù thủy thì nói chung là cũng chưa biết gì hết á. Nhưng mà phù thủy chắc chắn là sẽ biết, sẽ có đồng minh cho mình. Tại vì biết người nào chết mà để cứu á. Em nghĩ vậy. Phù thủy nghe có lý. Nói gì cũng được. Anh có nên tin em không Hiền? Cái gì? Chị thích để cho chị sẽ làm cho Kenji nó hối hận. Để chị thích chơi với nó. Ok. Mặc dù là mọi người cũng chưa định bớt chị đâu. Nhưng mà ai là nguyệt nữ thì bán sau cứ... Đi chơi với chị Hana. Không, Kira ơi. Cứ nhắm vô Kira chơi. Nhắm sau Kira. Rồi, thấy nhưng mà người nữ, người nữ đi thì cũng nói là ủa nhưng mà mọi người có thấy là sao đang nếu mình cứ đổ người khác á là mọi người đã nghi vậy rồi mà sao đến giờ khi Kim Duy nói mọi người ra như thế này tại vì cái lỗ hổng của ma sói quá lớn vậy đi lỗ hổng của Kira quá lớn năm
4. Wow. Nhưng mà 2 1 tất cả mọi người vote, đừng nói nữa. Stop. Ủa không vote à? Sorry. Nó định vote kìa, Phụng nó định vote kìa. Tại vì anh nghi nó lắm. Thiệt á. Đúng rồi, cứ nhau rồi ta đi. Sao mọi người không giết nó đi? Vậy là đêm nay không ai chết. Một phiếu vote cho Hana tự bầu chính bản thân mình, nhưng mà hiện vẫn không ai chết. I'm on next. Hi. Đêm nay muốn đi chơi với ai? I'm on the next level. Now put on a canna. Ok, Nguyệt Nữ, đừng ngủ đi. Xin mời bảo vệ. Đêm nay, bảo vệ cũng bảo vệ ai? Please, bảo vệ tôi. Xin mời. Rồi. Hôm nay sói sẽ cắn. Ok. Xin mời. Sói ngủ đi. Tiếp theo đó chính là tiên tri. Sẽ đáng nói. Ok. Cuối mời phù thủy. Hôm nay có phù thủy có muốn bỏ hay là bình sợ mình hay là bình chết hay không? Vậy xin mời phụ thủy ngủ đi. Tất cả mọi người. Trời ơi, dã man thiệt. Đêm nay tuy là đẫm máu nhưng cuối cùng lại là không đẫm máu, không ai chết hết. Wow. Từ từ. Bây giờ lộ ra được rồi đó. Lộ gì? Đừng ai giết đừng ai giết Mai nha, đừng ai giết Kira nha. Không, anh soi Kira là gì? Em đi của anh. Em được có gì hồi nãy á? Hồi nãy lúc mà đang nêu vai trò của Nguyệt Nữ á, sau đó anh kêu là anh kêu cái gì Hana, em nghĩ Hana là Nguyệt Nữ, vậy là hồi nãy Hana không nhìn vào em tin. Ừ, em cũng như Hana. Tất cả mọi người đều giữ mũi rồi em. Mọi người đều dĩa mũi mà em. Nhưng chị... Em tin chị rồi đấy. Yeah. Nè Hana, Hana, Hana. Không có thể em tin chị với cả Mai nha. Ok. Lộ Ron đi, lộ Ron là... Ok, em đã gì Ken? Em đã gì Ken? Hả? Em đã... Em là bảo vệ. Gì vậy? Em là bảo vệ. Ở bây giờ 3 đi liên tục đó. Em là bảo vệ. Bảo vệ hoài luôn. 2-3 đêm liên tục, bán rồi em bảo vệ winner. Bây giờ phù thủy là ai vậy? Phù thủy là ai vậy? Phù thủy là ai đâu? Bây giờ cần lộ phù thủy. Cần lộ phù thủy. Đúng rồi. Phù thủy ra mặt đi. Phù thủy không thích ra mặt đấy. Chán nha. Giờ sao có manh mối. Phù thủy ăn nhập đó mọi người. Bây giờ phù thủy biết đêm qua có cứu, có ai bị chết hay không là biết mà. Thì nếu mà đúng thì mình hỏi Nguyệt Nữ là hôm qua ngủ với ai thì biết là số chùm thôi. Ủa anh ta thích không nói được không? Nói chi cho hết gì? Đó, tim dâm mà không có kia. Dạ không hợp. Phải không? Hồi nãy cái bức chơi này của em dắt cái đây hỏi lúc mà em lúc mà đi ra mình bảo thường của Kira lắm. Không. Hai đứa cùng là chó. Không. Em skip bạn ơi. Skip bạn ơi. Không skip bạn nữa.
anh là soi mói bắt buộc phán này phải giết không, tại vì là đúng anh rồi, không có manh mối để anh rồi. Nói tại mọi người chưa có manh mối, không có manh mối. Mọi người nói với em, phù thủy anh là gì mà anh lại tin anh nhận gì là gì mà anh lại nhưng mà em là gì nếu mà em là bảo vệ thật em là bảo vệ sao em phải bảo vệ anh phải bảo vệ anh nếu mà sao nói thật ai là bảo vệ anh tiếng nhưng không là đi ra từ từ đã thì lấy cái tay của anh đi đó một người nói thôi tiên chi im lặng giơ bảng lên mọi người sẽ có trai lên vàng một phiếu cho Winner một phiếu cho Mon một phiếu cho Hina một phiếu cho Kira một phiếu cho Kira bất đồng quan điểm thật sự Kira quyết định đó Kira quyết định đó hiện tại số phiếu của tất cả mọi người ai cũng bot hết nhưng mà Winner đang là có số phiếu cao nhất Winner anh có 30 giây để bình luận 3, 2, 1 anh chắc chắn là bây giờ những người vừa vote anh nhá mấy mọi người bây giờ có thể giết anh nhưng mà vòng sau cứ để ý đi hoặc là mọi người có thể cứu anh ngay lúc này mà chúng ta có thể là được tình thế và anh sẽ cùng mọi người điều tra tất cả mọi chuyện cho nó ra nhẽ mọi người phải tin đi thằng Mon nó là sói rồi thằng Mon nó muốn giết anh rồi mọi người giết anh đi mọi người nhớ để ý nhá rồi anh không được nói nữa mời mọi người vote bất lực ba chị em mình tin nhau mà cả hơn xin mời tất cả mọi người ngủ đi mình bắt tao phải ra để xem đứa nào là sói mới được hôm nay Quyệt nữ muốn đi chơi với ai ok chắc chơi cảm ơn nữ xin mời bảo vệ ok năm bảo vệ ngủ đi tiếp theo rồi dậy đi Ken đêm nay sói không biết ai đây Tiên Chi ngủ đi. Tiếp theo, phù thủy. Đêm nay có một người chết. Đó chính là ok, tất cả mọi người. Đêm nay tôi chết chắc luôn. Đêm nay có không người chết. Mấy? Không người chết. Ai là Nguyệt nữ lộ ra đi. Hana là sói. Tại sao? Khoan, bây giờ mọi người phải nghe anh nhá. Vậy anh sẽ phân tích từ đầu đây. Và đầu tiên, anh tiên tri em Kira, em không phải là sói. Anh không biết là em có phải sói trùng hay không. Tại vì là Việt Thi Dơ X. Sau đó bạn thứ hai, anh tiên tri Mai cũng không phải luôn.
sẽ là ván vừa rồi anh tiên tri Ken, tại vì vừa rồi là cái phần buổi sáng là anh đang có ác cảm với Ken, sau đó là anh tiên tri Ken cũng không phải luôn, cho nên nếu chỉ có một phần trăm nữa thôi anh chắc chắn đó là không Hana. Chả tin anh, không tin anh. Như vậy là em dở rồi. Em dở rồi. Em vừa post em đó. Nhưng mà em dở. Không phải em đó. Thế nào, thế nào em đó. Chị Hana nói ai dở, chị Hana nói ai dở. Chị nói Mon. Anh Mon, anh Mon. Mình có nguyệt nữ, là nguyệt nữ để vô hiệu hóa anh đó. Cho nên có thể là trong lúc bây giờ nguyệt nữ là ai? Đây không ai, không ai nói nguyệt nữ đâu. Bây giờ không ai lộ chức năng nguyệt nữ đâu vì nó rất quan trọng. Mon em chính là sói luôn, chị for sure. Đúng. Dạ em cũng đồng lòng là em nghĩ là anh Mon là sói. Chị ơi, chị nghĩ á, chị nghĩ Winner là tiên tri. Chị nghĩ nếu vậy Winner là tiên tri. Đúng rồi, em cũng nghĩ Winner là tiên tri. Mọi người tỉnh táo lên. Từ từ, từ từ, bây giờ em hỏi, bây giờ mọi người lỗi chức năng đi là biết rồi. Anh là tiên tri, hết. Ừ, tiên tri hộ ta. Chị Hana là gì? Chị là vậy đó, em nghĩ chị là gì, chị là vậy đó em. Thấy chưa? Em nghĩ chị là nguyệt nữ. Thì là vậy đó. Không, em muốn chị nói. Nói hết ra để chị đang bị dân. Không nói đâu, cái là nếu mà là, nếu mà thật sự là nguyệt nữ. Ý là có nhiều mà vai trò còn được bảo vệ, chị không nói đâu. Nguyệt nữ hôm qua nằm với ai? Nhưng mà đã người ta không muốn nói thì sức ép nhỉ. Kia là gì? Anh là tin em rồi đó, em làm cho anh tin em đi. Không. Em không tin, em tin Hana. Em phải tin Hana tại vì em không tin lúc đầu á. Lúc đầu là em nghi Kenji, tại Kenji cứ nghi ông hoài. Xong cái anh thắng của người hồn, cho nên em mới phỏng em mới bóng anh thắng. Không. Hana giết Kira rồi, Hana giết Kira rồi. Bốn. Nhớ bạn. Khói trời. Một phía cho Mon, một phía cho Hana. Gì vậy? Hiện tại số phiếu của Hana và Mon đang cân bằng. Không có ai chết hết. Trời ơi. Mọi người cứ thật nó đành đành như vậy thôi. Xin mời tất cả mọi người nhìn mẫu đi. Một team rồi. Xin mời Nguyệt nữ. Đêm nay chắc chưa? Ok, cảm ơn. Xin mời bảo vệ. Bảo vệ muốn bảo vệ ai? Ok, cảm ơn. Sói. Sói muốn giết ai? Ok. Sói đi ngủ đi. Tiếp theo Nguyên Trì. Phù thủy. Hôm nay có một người chết. Phù thủy có muốn dùng mình cứu hay là mình sống hay không? Ok, phù thủy đi ngủ đi. Tất cả mọi người quét. Phần thắng đã nghiêng về sói rồi. Hana đi chưa? Dở quá. Hana kia, Hana đi. Đêm hôm qua là Kenji chết nha. Kêu cái Hana đi chị. Trời chúa ơi. Không, cái ván này là em tiêu đọc hình thật thiệt luôn á. Hôm qua Mai quăng bình cho Mon hả? Mon. Hôm qua ai là Kenji bảo vệ Mon. Nhưng mà cái hôm mà sói giết Mai á, là Mai tự quăng bình bảo vệ Mai. À. Ủa không, phải em bảo vệ anh hả Ken? Em biết Hana Kira mà hỏi hoài mà không khai là em biết rồi.
Thế sao không chọn đứa đứa cùng lớp vừa rồi đi cho xong? Không, chị biết Quỳnh nào là Nguyệt nữ rồi. Chị biết Quỳnh nào là Nguyệt nữ rồi, nhưng mà chị vẫn không thể nhận thấy là chọn là Nguyệt nữ. Nên là chị cứ làm vậy để cho mấy đứa, để cho mấy đứa dễ không dễ nhầm lẫn gì đó. Đâu em biết luôn rồi, chị nói vậy là chị bị lộ á, thà chị nhầm luôn á. Thà chị nhầm luôn đi. Không, tại vì chị nhưng mà lúc đó không chắc chắn cho nên sợ nhận rồi bị cái gì sao. Ừ, cũng hơi không. Ờ, hơi không chắc chắn. Chị ra với Hana rồi. Đầu tiên là em nghĩ là ông là sói xong rồi. Xem thấy tự nhiên sao Hana với Kira lại bên nhau như thế. Xong cuối cùng em vote Hana mà. Bình thường anh chơi, mọi người có thể thấy là anh chơi rất là kiểu cả nhây đúng không? Nhưng mà đấy là chiến thuật. Nhưng mà cái ván này kiểu anh là có cái chức năng đặc biệt nên là anh kiểu anh phải kiểu anh chơi nghiêm túc tí ấy. Và tự nhiên anh thấy anh chơi ván này xuất sắc cực luôn ấy. Anh nhá, anh đêm đầu tiên là anh đi chơi với cả Kira, xong đêm thứ hai là anh đi chơi với cả Hana. Cả hai đêm đều không chết. Thì anh đã có cái dữ liệu trong đầu rồi. Nhưng mà tự nhiên ông Kenji ông lại kêu là đêm thứ hai ông mới bảo vệ anh. Thế anh đúng, anh suy nghĩ là bảo vệ anh. Thế đúng rồi, đúng thế nên anh mới suy nghĩ là hay là do nó bảo vệ mình nên là mình mới không chết, chứ không phải là do mình đi chơi với cả Hana. Theo anh không nói, anh cứ định nói là anh cứ định khai ra chức năng của anh luôn mà kiểu anh cứ bị đinh đinh ấy, cuối cùng chết luôn. Người thiếu tỉnh táo quá. Không, thế là những chiếc chân rồi mà. Kenji, nếu mà ván này mà không chết là sáng sáng hôm sau là vote Hana đúng nhỉ? Là chết hai người với tôi. Đúng rồi, anh cũng vậy mà. Thật ai ra, biết đâu vậy sao? Mà, hiểu cái nhân vật của mình lắm á, bởi vì cái lúc mà để vote, bởi vì chẳng hạn như là phù thủy á, thì sẽ có hai mình đúng không? Thì nghĩa là nếu như mà mình sử dụng mình nào rồi thì nó sẽ mất đi, mình không dùng được nữa. Nếu cái mà kiểu bị rối á, cái mà kiểu chết rồi. Vậy là mình sử dụng chưa ta? Hồi nãy lúc hỏi phù thủy Mai cũng không có lên tiếng. Đúng rồi, Mai không lên tiếng đâu. Mai im lặng tới đầu. Đáng Mai ghê luôn á. Qua em, tại Mai sao? Mai ơi là Mai. Chiến thuật hả? Dạ chiến thuật là Mai chiến thuật à? Em thấy sao rồi? Em cái chức em sẽ giữ cái chức năng của mình trong sự im lặng. Nhưng mà em biết sao không Mai? Kiểu là em hơi bị thụ động trong mấy quyết định của em ấy. Em toàn bị nghe mọi người à, nên là kiểu như là cái trình kiến của em không có. Đúng không? Nên là nó hơi khó cho bọn anh. Thấy vậy em cứ chơi ma sói cũng cần kinh nghiệm á, thiệt. Phải chơi nhiều mới gì được chứ. Chơi là vô cũng hơi người cũng hơi bị quý quá à. Hồi nãy cái buổi sáng đầu tiên em tưởng như bị lên giường. Chị cảm nghĩ của em về cái ván chơi vừa rồi đúng không? Thì cái ván chơi vừa rồi rất là thú vị, giúp em chắc là do em quá im lặng trong cái chức năng của mình nên là mọi người cũng khó có một cái dữ liệu đoán nên là dạ em cũng hơi với đó tại vì em hơi bị đúng vậy. Không sao, nhưng mà hơi vui mà. Sao thôi. Vui được rồi. Em ghi anh là sói á. Em ghi mấy. Không mà cái khoảng mà mọi người giết anh cay cực quá đấy. Kiểu nhưng cái lúc mà ông Mi chơi nhiệt tình thì giết ông ấy không cho ông chơi kì nha. Ok thì B336 cảm ơn Mai rất là nhiều vì ngày hôm nay đã tham gia chơi game Ma Sói Online cùng B336 và công ty của Viettel cũng sẽ gửi đến Mai một phần quà nha. Em muốn gửi lời chúc đến tất cả các thành viên của B336 là luôn giữ sức khỏe nè, ăn uống đầy đủ các chất vitamin và luôn rửa tay sạch sẽ. Mong là sau khi dịch thì em cũng như là các bạn biết sẽ có dịp được gặp lại các anh chị trong những buổi gặp gỡ. Và mong là sau khi kết thúc dịch, các anh chị sẽ trở lại đường đua âm nhạc của mình, ra những sản phẩm hay, những bài hát mới. Thank you. Ok, thì Thi cảm ơn bé Mai rất là nhiều. Thi cũng xin phép được gửi tới bé Mai là trong thời gian dịch này thì có thể là trong nhà mình giữ sức khỏe, cũng như là chị cũng sẽ gửi lời chúc cho gia đình em sẽ giữ một cái sức khỏe trong mùa dịch này cũng vậy thôi. Nói chung là sức khỏe là quan trọng nhất nha. Ok. Dạ ok. Cảm ơn. Thank you em, ngày hôm nay. Cảm ơn. Thì xin được phép nhắc lại bây giờ của
của Ma Sói Online sẽ phát sóng vào lúc 20 giờ thứ 6 hàng tuần trên kênh fanpage như là TikTok và 36 và ngay cả kênh siêu dụng trí Deadlock nữa, cũng như là sẽ được phát lại vào 20 giờ thứ 7 hàng tuần trên kênh YouTube của 36 nha. Mọi người cùng nhau đón xem nha. Bye 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 bye. 잘 부탁드립니다. 사랑합니다. 사랑합니다. 사랑해. 오하이오 금액입니다. 금액입니다. 잘 부탁드립니다. 감사합니다. 좋아요.